Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa nay ngày 21 tháng 1 tại cầu Minh Rồng, đoạn qua phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa nay, xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 hướng thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt. Khi đến cầu Minh Rồng thì tông vào đuôi ô tô 7 chỗ di chuyển cùng chiều. Sau va chạm, xe tải lật chắn ngang đường. Tại hiện trường, hàng trăm con lợn con phía sau xe tải đổ tràn ra đường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người đến 11 giờ 45 cùng ngày, lợn con đã được bắt lên một xe tải khác. Một vụ tai nạn khác xảy ra vào sáng nay 21 tháng 1 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn cách nút giao Thường Tín Hà Nội khoảng 3 km. Vào thời điểm trên, xe tô tải đang lưu thông theo hướng Ninh Bình Hà Nội, khi đến địa phận trên thì bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường ngay sau vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vụ việc khiến tuyến đường ách tắc kéo dài đến trưa giao thông mới dần trở lại bình thường Chiều ngày 20 tháng 1, sau gần 1 giờ phối hợp truy đuổi chốt chặn, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Thuận và phòng cảnh sát giao thông công an Bình Thuận đã kiểm tra lập biên bản xe container biển Hải Phòng. Trước đó phát hiện xe container này lưu thông trên quốc lộ 1 chạy với tốc độ cao, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Thuận ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế vẫn tăng tốc bỏ chạy. Tổ tuần tra đã dùng xe đặc chủng truy đuổi vượt lên và liên tục ra tín hiệu đèn còi gậy yêu cầu xe container dừng lại nhưng tài xế liên tục lạng lách vô cùng nguy hiểm không chấp hành. Sau khoảng hơn 15 km truy đuổi quyết liệt nhưng bất thành, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Thuận đã liên lạc với đội cảnh sát giao thông số 1 công an Bình Thuận nhờ hỗ trợ chốt chặn. Khi xe container chạy được hơn 40 km thì tài xế bất ngờ tấp xe vào lề, khóa cửa xe bao vào quán uống nước lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận sau hơn 30 phút yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ bất thành, đến khi lực lượng công an tuy phòng vừa tăng cường đến, lái xe mới chấp hành. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản với lái xe Hoàng Văn Linh 40 tuổi, ngụ tại Bình Phước, hai lỗi chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông để xử lý. Sự việc xảy ra vào trưa qua ngày 20 tháng 1 tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 12 giờ cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, còn cầm côn nhị khúc tấn công cảnh sát giao thông. Theo dõi clip có thể thấy, mặc dù các chiến sĩ cảnh sát giao thông khuyên can thanh niên hạ vũ khí xuống, tuy nhiên thanh niên này bất chấp và liên tục tấn công cảnh sát giao thông ngay cả khi một chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống đất. Ngay sau đó, thanh niên đã bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông khống chế, tịch thu vũ khí và đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc được camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ nhanh đã không quan sát được nắp cống bằng bê tông cao hơn mặt đường khoảng 20cm. Ngay sau khi đâm vào nắp cống, nam thanh niên cùng xe máy của mình đã văng xa, cùng đó lộn nhiều vòng rồi mới chịu dừng lại. Được biết, nam thanh niên đã tử vong ngay sau đó.